Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của TV Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì là một đề tài rất nhanh thôi, mình sẽ review một con loa gọi là huyền thoại trong những năm gần đây, một con loa di động huyền thoại trong những năm gần đây, đó là Bose L1R8. Tuy nhiên là một con lô đã được sử dụng trong vòng 2 đến 3 năm rồi, từ khách mua từ cuối năm 2020. Thì đến nay chắc là coi như là 3 năm đi ha, 2 năm rưỡi 3 năm rồi. Thì sau 3 năm sử dụng, 2 đến 3 năm sử dụng thì cái loa này nó sẽ trải qua gọi là được đánh giá như thế nào về chất âm, về ngoại hình cũng như về các cái tính năng cũng như các cái tiện dụng sử dụng thì như thế nào. Thì sau khi trao đổi với anh khách và cũng như đương nhiên là mình có một cây ở đây là lý do là khách gửi bảo hành. Tuy nhiên là nó lúc đầu là khách nghĩ là nó bị lỗi nhưng thật ra nó không bị lỗi gì cả. Nhưng thì mà mình đã có giải thích với khách rồi vì cái cây này đang chờ khách đến lấy nên là mình có tiện đây thì mình sẽ chia sẻ luôn. Ok, vào clip thôi. Ok, đầu tiên sẽ là một cái vấn đề mà mình nghĩ tất cả mọi người đều quan tâm, tức là chất âm. Thì mọi người có quan tâm là chất âm con này sau 3 năm thì nó còn như mới không á? Thì mình xin trả lời luôn là còn như mới. Thật sự là mình không thể đánh giá được luôn là một con mới với một con cũ nó khác gì nhau luôn á. Mình để mình bóc một con mới ra với một con đã xài gần 3 năm nay rồi thì chất lượng âm thanh hoàn toàn như mới, tương tự nhau luôn, không thể nhận ra và không gần như không có độ suy âm thanh. Thì đó mà mọi người thấy một cái loa mà nó chất lượng tốt thì nó sẽ như thế nào. Đó, một cái đợt trước video clip trước mình đã nói rồi, những cái loa mà chất lượng tốt á, cái độ suy âm thanh nó như đã xài được rất là lâu. Nên thực ra khi mà mình mua một cái con mà loa mà nó chất lượng tốt á, mình xài được bền á, nhiều khi nó còn tiết kiệm hơn là mọi người như mua những con loa mà nó quá chất lượng, nó quá kém á, mà chỉ sau 1-2 năm nó đã suy hao rồi á, thì mọi người xem là cái nào sẽ tiết kiệm hơn. Đó, đây mình thấy này, 3 năm rồi xài vẫn rất ok. Đến phần ngoại thất của nó. Phần ngoại thất thì khi mà con Bose này mình mang về Việt Nam, anh Vũ đã có review rồi, thì thật ra là cũng có chơi nhẹ một chút xíu, nhưng mà sau 3 năm thì không biết nó sẽ thế nào. Đầu tiên là cái logo, thì mình không biết là khách chơi sao nhưng mà dăng cái logo ra luôn rồi. Nhưng mọi người thấy cái logo nó chỉ gá được một chút xíu thôi. Thật ra chứ nếu mà trong quá trình vận chuyển hay cái gì đó thì mà mọi người lỡ tay thì nhiều khi nó cũng văng ra thiệt. Thì đó, thì tức là những cái hoàn thiện như này nó sẽ không có cứng cáp lắm nha mọi người. Thứ hai rồi, ngoại thất, tiếp tục về phần ngoại thất đi ha. Đây, quay lại sau cho mọi người coi. Đây, ngoại thất thì đương nhiên mấy cái này thì cho mọi người thấy đâu, anh này anh xài cũng tương đối kỹ á, nên là không có xước xát gì cả. Có một cái là mấy cái lỗ này là bị nhét đất vô khá là nhiều, và mấy cái lỗ này thì chắc là mang ra biển chơi, không biết là mang ra biển chơi hay đâu chơi nè. Đó, thì mọi người thấy không, mang ra những cái lỗ này là những cái lỗ hay bị nhét đất nè, mà không có, bữa mình cũng gá thử, mình cũng chùi thử nhưng mà nó khá là cứng, thì không rõ cái gì trong đây. Chắc lấy tóc vít, sợ là lấy tóc vít gạ vô thì nó xước loa của khách nên chưa dám làm này, chắc phải hỏi ý kiến của anh trước rồi mới dám làm. Rồi này, chắc xước sáng chơi như này. Rồi phía sau thì đây mình có cái nguồn, đây mình cho mọi người thực tế mọi người coi luôn một cái loa 3 năm. Đây có, đây có tem Thiên Vũ nha mọi người, đây là đúng hàng Thiên Vũ bán ra nha, hàng Thiên Vũ bán ra đúng nặng một cái tem này. Sau này sau những năm bắt đầu từ năm 2022 thì mình có thêm một cái tem màu nâu nữa để cho mọi người nhìn vô, mọi người có thể có vừa có số điện thoại này kia để mọi người có thể gọi cần khi mà cần hỗ trợ kỹ thuật cũng như được xác định được cái thời gian bảo hành của nó. Rồi các nút bấm đây mọi người thấy không, đây mình bấm chậm cho bạn Nguyên coi, thấy không, vẫn rất là ăn, vẫn bình thường, vẫn rất là chắc tay, vẫn rất là đầm và rất là nhạy luôn nha mọi người, cần nhất là những người rất là nhạy đó, thấy không. Nó không khác gì một con loa mới, đương nhiên nó cũ rồi thì nó phải có bụi bặm này kia, nó chảy sức này kia, nhưng mà về trải nghiệm thì mình thấy nó chả khác gì một con loa mới cả. Đó, những cái nút bấm như thế này, những cái bút như thế này, đó, vẫn là rất nhạy ha, bấm cái lên liền ha, đó thấy không, đó, bấm nút này thấy không, đó lên hết, hầu như là không có hư hỏng gì nhiều. Nút eco ở đây, bluetooth đây, đó bấm vô vẫn bình thường, tất cả những cái nút này cũng vậy luôn. Đó, thì đó, thì mọi như mọi người thấy nó về ngoại thất những cái nút bấm như này thì Bose nó build khá là tốt nên là nói chung là còn nguyên như mới, mọi người thấy 3 năm rồi. Và một cái phần nữa mình cũng muốn đánh giá cho cái sản phẩm L1 Pro này cả series luôn, đó là cái ngàm này. Thật ra cái ngàm này thì bên Pro 8 nó đỡ nha, nhưng mà Pro 16 thì khá là yếu,
Và thật ra khi mà sản phẩm này mới về thì anh Vũ cũng đã có review, cũng đã nói về cái phần này rồi. Và thực tế và nó xảy ra thật sự là như vậy luôn, là cái ngàm này rất yếu. Cái ngàm này quá yếu. Với Pro 8 nó chỉ có 8 cái loa thì nó tương đối nhẹ thì nó không sao. Nhưng mà với Pro 16, 16 cái loa là bắt đầu với cái ngàm ngắn như thế này là bị gãy. Và khách của mình đã bị gãy rồi, chứ không phải chưa gãy. Và sau khi gãy, đặc biệt là cái cây Pro 8 này thì mình không rõ tại sao bên Bow không có bán phụ kiện này. Thì mình không rõ luôn, mình cũng không rõ cái nội dung bên trong như thế nào, nhưng mà họ không bán cây này. Khách của mình có 3 khách, một khách thì bị mất cái cây này, muốn mua lại không có. Thứ hai là có khách thì bị gãy cái ngàm này như mình đã nói ở trên, muốn mua lại cũng không có luôn. Đó thì mình cũng không biết tại sao là cái cây này nó những cái phụ kiện đơn giản như thế này mà không có. Bởi vì là thật ra là khách trong quá trình xài trong vòng mấy năm trời thì chắc chắn nó sẽ có xảy ra những cái sự cố mà nó mất mát này kia hoặc là hư hỏng này kia, thì nên có những cái phụ kiện này thay thế. Ngoài ra có một cái nữa, giống như đợt trước mình có nói là cái phụ kiện mà Bow S1 rồi cũ á, cái núm loa không có luôn. Khách mình mang qua thay không có. Mà thật ra là mình cũng hỏi bên hãng rồi, mà cũng khách cũng mang qua bên hãng luôn là không có cái núm thay. Thì mình cũng không rõ tại sao những cái phụ kiện đơn giản như thế mà không có, có nghĩa là stock một ít á, để cho khách hàng có thể có nhu cầu mà mua lại. Bởi vì những sản phẩm này ra, những sản phẩm ra lâu rồi á, thì hết bảo hành rồi á, thì thật ra nó sẽ có những hư hao lặt vặt vậy thôi, nó không hư hao nhiều. Như mình đã nói, có nghĩa về chất âm, về cái gì đó thì nó về cái vấn đề về cơ bản về một cái loa, tức là về chất âm thì hầu hết là rất tốt, đảm bảo rất tốt về chất âm, về trải nghiệm này kia, nút bấm này kia rất ngon lành. Nhưng mà về những cái nó lặt vặt như kiểu là những cái đồ phụ kiện mua kèm rồi cần có thêm để bổ sung cho người ta mất đó thì lại không có, thì mình không rõ tại sao. Ok, thì đó chỉ thế thôi, có nghĩa là một cái trải nghiệm nhanh cho mọi người, một cái sản phẩm gọi là huyền thoại, coi như mình gọi là huyền thoại đi ha. Dù nó mới ra mắt thôi nhưng mà nó cũng thật ra đã là mưa làm gió thị trường 3 năm gần đây rồi. Một cái sản phẩm loa di động rất là hay, rất là chất âm cực kỳ tuyệt vời, là coi như là nó tạo ra một cái xu hướng loa di động mới hoàn toàn, không mới hoàn toàn là trước khi nó ra thì loa di động mà dạng mà công suất lớn như này rất ít trên thị trường, và sau khi nó ra thì tất cả các hãng hầu hết là sẽ tập trung vào làm và ra rất là nhiều model luôn. Ok, tổng kết lại thì Bow L1 Pro 8 sau 3 năm sử dụng thế như thế nào? Giá trị cốt lõi là chất âm vẫn còn nguyên. Còn ngoại hình rồi các vấn đề liên quan khác thì tùy cách mình xài. Ai xài kỹ thì nó còn mới, mà ai xài mà mang đi du lịch hơi nhiều thì nó sẽ có những cái vụ chảy xước rồi móc loa này kia. Nhưng mà may quá là chất âm là cái cốt lõi, giá trị của loa thì nó không ảnh hưởng. Ok, một like cho Bow ha. Rồi thì nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người cho mình một like, một share, một subscribe ha. Còn nếu mọi người muốn mình review một số sản phẩm khác mà sau thời gian sử dụng nó sẽ như thế nào á, thì mọi người hãy comment cho mình biết nhé. Mình là Khánh, hẹn lại mọi người, bye bye.